Xin chào các bạn. Clip hôm nay sẽ tổng hợp thông tin về 8 tuyến metro, 2 tuyến đường sắt một dây, monorail và 1 tuyến xe điện mặt đất, tramway có kế hoạch xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh đến tầm nhìn 2050. Đầu tiên là 8 tuyến metro. Theo quy hoạch phát triển giao thông được duyệt vào năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tổng cộng 8 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 220 km, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 25 tỷ USD, một số vốn khá lớn để phát triển giao thông công cộng. Mạng lưới đường sắt đô thị được coi là xương sống, nắm vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giải tỏa ùn tắc giao thông, định hình sự phát triển cho các đô thị của các thành phố lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới. Cụ thể, 8 tuyến metro trong thành phố tương lai sẽ được xây dựng. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên khởi công từ năm 2012, đang trong tình trạng thi công, dài 19,7 km, có 2,6 km đi ngầm, 14 ga trên cao và 3 ga ngầm. Có tổng mức đầu tư 46.300 tỷ đồng, được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của tổ chức JICA Nhật Bản. Tiến độ thi công đến nay đã đạt gần 75% khối lượng và dự kiến khai thác vào cuối năm 2021. Tuyến số 2, Bến Thành Tham Lương, đang chuẩn bị mặt bằng để khởi công, dài 11,3 km, có 9,1 km đi ngầm, có 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depo, với tổng mức đầu tư 47.890 tỷ đồng. Được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của các tổ chức gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, dự kiến khởi công vào năm 2021 và khai thác vào năm 2026. Tuyến số 3A, Bến Thành đi Tân Kiên có chiều dài 20 km với tổng mức đầu tư 68.000 tỷ đồng. Ban quản lý đường sắt đô thị đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, thẩm định, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Chính phủ và Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án. Song song đó, đề xuất dự án đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình cho Thủ tướng Chính phủ thông qua. Tuyến số 3A được chia thành hai giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1, Bến Thành đến bến xe miền Tây, dài khoảng 10 km, có 8 ga ngầm và 2 ga trên cao, khởi công vào năm 2025 và hoàn thành vào 2031. Giai đoạn 2, bến xe miền Tây đến ga Tân Kiên và đi vào Tân Kiên, dài 9,7 km, có 7 ga trên cao. Đi vào Tân Kiên đặt tại huyện Bình Chánh với diện tích 20,15 ha. Khởi công vào năm 2028 và hoàn thành vào 2034. Thứ tư là tuyến metro 3B, ngã 6 Cộng Hòa đến phường Hiệp Bình Phước, dài khoảng 12,2 km, có 8 ga ngầm và 2 ga trên cao. Với vốn đầu tư 1,78 tỷ USD, tuyến đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua thiết kế ban đầu. Trong tương lai, tuyến 3B được định hướng kết nối với thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương từ ga Hiệp Bình và đi dọc quốc lộ 13 kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 1 của tỉnh Bình Dương. Thứ năm là tuyến metro số 4 từ phường Thạnh Xuân, quận 12 đến khu đô thị Hiệp Phước, dài khoảng 35,75 km, có 32 ga, 14 ga ngầm và 18 ga trên cao. Với vốn đầu tư 4,57 tỷ USD, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét thông qua thiết kế cơ sở. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang xem xét. Thứ sáu là tuyến metro số 4B từ công viên Gia Định, quận Gò Vấp đến Lăng Cha Cả ở quận Tân Bình. Dài khoảng 3,2 km đi ngầm, có 3 ga ngầm và depot đặt tại công viên Gia Định, rộng 1,2 ha. Với vốn đầu tư 1,1 tỷ USD, tuyến metro số 4B đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ lập dự án cùng tuyến metro số 4. Thứ bảy là tuyến metro số 5 từ bến xe Cần Giuộc, tỉnh Long An đến cầu Sài Gòn, quận 2, dài khoảng 23,39 km với vốn đầu tư 3,746 tỷ USD và được chia ra thành hai giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1, ngã tư Bảy Hiền đến cầu Sài Gòn đang hoàn chỉnh dự án, mới thực hiện công tác đấu thầu thiết kế. Tổng chiều dài khoảng 8,89 km, có 8 ga ngầm và 1 ga trên cao. Có depo mini đặt tại công viên Hoàng Văn Thụ, rộng 2 ha. Tổng vốn cho giai đoạn này 1,563 tỷ USD. Đến giai đoạn 2, ngã tư Bảy Hiền đến bến xe Cần Giuộc mới và depo Đa Phước. Tổng chiều dài khoảng 14,5 km. Số lượng ga 13 ga với 8 ga ngầm và 5 ga trên cao. Depo đặt tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh với diện tích 31,68 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 2,183 tỷ USD. Mới chỉ hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Thứ 8 là tuyến metro số 6 từ Bà Quẹo đến vòng xoay Phú Lâm, quận Tân Phú. Tổng chiều dài 6,8 km đi ngầm. Có số lượng ga 7 ga ngầm. Depot dùng chung với tuyến số 2 tại Tham Lương, tổng mức đầu tư dự tính 1,33 tỷ USD, tư vấn đang hoàn chỉnh thiết kế cơ sở. Ngoài 8 tuyến metro dài 220 km kể trên thì thành phố sẽ có thêm 57 km cho 2 tuyến monorail gọi là tuyến đường sắt một dây và 1 tuyến tàu tramway hay còn gọi tuyến xe điện mặt đất.
cùng với các tuyến metro thì đây là những phương tiện vận chuyển hiện đại, tốc độ cao, tiện lợi nhằm giúp thành phố giải quyết nhu cầu đi lại của người dân. Tuyến tàu Tramway số 1 sẽ đi từ Ba Son, Tân Cảng đến bến xe miền Tây, tổng chiều dài khoảng 12,8 km đi trên mặt đất. Số lượng ga 6 ga chính và 17 bến khách. Tuyến Monorail số 2 đi từ quốc lộ 50 huyện Bình Chánh đến khu đô thị Bình Cuối, quận Bình Thạnh với tổng chiều dài đi trên cao khoảng 27,2 km. Tuyến Monorail số 2 dự kiến áp dụng hệ thống tương tự của Hàn Quốc. Tuyến Monorail số 3 đi từ ngã tư Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp đến ga Tân Chánh Hiệp, quận 12 với tổng chiều dài đi trên cao khoảng 16,5 km. Trong 8 tuyến metro thì nhà ga Bến Thành là nhà ga metro ngầm lớn nhất, được xem là ga trung tâm. Đây là nhà ga chung cho 4 tuyến, gồm tuyến số 1, số 2, số 3A, số 4 và khu trung tâm thương mại ngầm sẽ kéo dài từ nhà ga Bến Thành và dọc đường Lê Lợi đến ga nhà hát thành phố. Và hiện nay chỉ có tuyến metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên là đang thi công, khối lượng hoàn thành 75%, đang tăng tốc về đích. Có 3 ga ngầm thì ga Bến Thành có 4 tầng hầm, chưa hoàn thiện, vẫn còn đang thi công phần kết cấu. Ga nhà hát thành phố cũng có 4 tầng hầm, đang hoàn thiện, tầng B1 đã hoàn thiện xong toàn bộ, các tầng khác vẫn còn hoàn thiện, dự kiến cuối năm 2020 sẽ xong. Còn ga ngầm còn lại, ga Ba Son, chỉ có 2 tầng hầm, các nhà thầu tăng tốc thi công hoàn thiện ga tầng B1, B2 của ga Ba Son cuối năm nay. Ga Ba Son có điểm khác biệt thiết kế với 2 ga còn lại, vì được thiết kế với màu sắc chủ đạo là màu xanh, và các thiết kế hình lượn sóng tại tầng 1, lấy ý tưởng theo sông Sài Gòn. Tuyến số 1 được định hướng kéo dài từ ga Suối Tiên đến Bình Dương và đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong tương lai. Đến nay, do ảnh hưởng Covid-19, 100 chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án Metro số 1 chưa được nhập cảnh, khiến tiến độ dự án có nguy cơ chậm trễ, đa số là các chuyên gia từ Nhật Bản. Còn lại là chuyên gia đến từ nhiều nước thuộc diện nhập cảnh dài hạn, làm việc tại văn phòng, tham gia quản lý, lắp đặt, thi công tại công trường. Hai đoàn tàu, dù đã sản xuất xong, dự kiến ngày 1 tháng 4, đưa xuống cảng chuyển về Việt Nam để lắp đặt phải ngưng lại vì dịch bệnh. Một số thiết bị cần nhập khẩu từ Italia và Đức để phục vụ cho đi Vâu Long Bình cũng gặp tình trạng tương tự. Vì 100 chuyên gia chưa được phép nhập cảnh, ảnh hưởng tiến độ metro số 1 nên Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cũng đã kiến nghị cần có cơ chế đặc cách để 100 chuyên gia nước ngoài của nhà thầu Hitachi được nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới, hai đoàn tàu nhập về thành phố sẽ cho chạy thử đoạn đầu tiên từ Bình Thái đến đi Vâu Long Bình, tiếp theo chạy thử cho đoạn từ ga Bình Thái đến ga Văn Thánh, quận 2. Đầu năm 2021, tàu Metro tiếp tục chạy thử đoạn còn lại từ ga Văn Thánh đến ga Bến Thành, và sau đó chính thức đưa vào khai thác vận chuyển hành khách vào cuối năm 2021. Ngoài những chuyên gia nước ngoài, hiện các kỹ sư Việt Nam làm việc tại dự án cũng có nhu cầu đến Nhật Bản tham gia khóa đào tạo vận hành tàu Metro. Mới đây, đã tuyển được 58 người, tuổi từ 21 đến 35, sẽ học lái tàu Metro số 1 trong 15 tháng. Trong 58 người này, chọn ra 10 người xuất sắc nhất, được đưa sang Nhật để tiếp tục đào tạo và huấn luyện. Tuyến Metro số 1 đang thi công thì tuyến Metro số 2 đã chuẩn bị khởi động, đang giải phóng mặt bằng ở các quận 10, quận Tân Bình. Hiện nay, các quận đang tích cực thực hiện các thủ tục chi trả tiền bồi thường và nhận bàn giao mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị trong thời gian sớm nhất triển khai ngay tuyến này. Tuyến Metro số 2 Bến Thành, Tham Lương đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Toàn tuyến có 11 nhà ga, gồm 10 ga ngầm và 1 ga trên cao, dự kiến khởi công vào cuối năm 2021, thời gian hoàn thành xây dựng đưa vào vận hành toàn tuyến năm 2026. Cùng với tuyến metro số 1 và số 2, thì tuyến metro số 5 hiện đang được triển khai nghiên cứu, dục dịch, xúc tiến, sớm đầu tư xây dựng tuyến này. Dự án đã được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu tiền khả thi vào năm 2017. Công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động xã hội và kế hoạch tái định cư của dự án đã hoàn tất. Dự kiến thời gian xây dựng từ năm 2025 đến năm 2029 và đưa vào khai thác từ năm 2030. Nhìn lại kế hoạch thực hiện, hầu hết các tuyến metro mà thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đều phụ thuộc toàn bộ vào vốn vay ODA, kỹ thuật nước ngoài, mỗi tuyến dựa vào một nước, không có cơ chế tự chủ, không có lan tỏa đầu tư nên thường xuyên xảy ra trục trặc và đa phần nguyên nhân đến từ phía Việt Nam. Cụ thể, dự án metro số 1 được triển khai bằng nguồn vốn vay của JICA, Nhật Bản. Tuyến metro số 2 lấy vốn từ các nhà tài trợ gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5, giai đoạn 1 cũng sẽ được đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Chính phủ Tây Ban Nha. Và giai đoạn 2 của tuyến số 5 thì được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc đã xác nhận hỗ trợ dự án để phát triển dự án này. Clip đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video.
Mọi người đừng quên bấm đăng ký, like và share để nhận những thông tin tiếp theo của kênh.